Rất vui được gặp tất cả quý anh chị cô chú, những nhà đầu tư đã quay trở lại với video tiếp theo. Hôm nay em đi quay một cái nhà đất tại xã Kim Long. Cái con đường của em đang chạy là đường Kim Long Láng Lớn. Hôm nay em quay một cái lô đất có một cái nhà cấp 4 với tổng diện tích là 346 m². Cái bề ngang của mình thì được 11 m và chiều sâu của mình được 32 m và có 50 m chung cư. Có sẵn một cái nhà cấp 4. Cách cái trục chính Kim Long Láng Lớn này tầm 150 m thôi nha quý anh chị cô chú. Phía bên phải màn hình của quý anh chị cô chú đây là một cái công ty chuyên sản xuất chuối để đem đi xuất khẩu trong và ngoài nước. Sau đây em xin mời tất cả quý anh chị cô chú theo chân em để đi vô mình xem lô đất ha. Đây là con đường mà đi vô cái nhà đất hôm nay em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị cô chú cùng xem ha. Hai bên đường thì rất là nhiều cây chuối đó. Cái khu này là tại sao người ta gọi là công ty chuối, là xung quanh đều là trồng chuối nên có tên gọi là công ty chuối đó. Hôm nay em sẽ bán một cái căn nhà nằm trên con đường này với giá chỉ có là 2,4 tỷ thôi. Đó, giờ em đang chạy vô xung bám theo hai trục đường này thì khu dân cư rất là đông nha quý anh chị cô chú. Đường thì có đèn đường và camera chiếu sáng, camera an ninh luôn. Từ vị trí của cái căn nhà vườn hôm nay em muốn giới thiệu cho quý anh chị cô chú đi ra lại trung tâm thương mại thì khá gần, chưa đầy 500 m là tới rồi nha quý anh chị cô chú. Thì giờ là tới cái nhà muốn bán rồi nha quý anh chị cô chú. Đó, đèn đường, dây wifi đầy đủ. Cái ranh giới của mình là từ cái cọc này, cái cọc bê tông này này. Ha. Mình đi qua bên này 11 m và cái hậu của mình á, một cạnh thì được 32 m và một cạnh thì được 30 m. Đây. Ở đây là 11 m và có một cái nhà này, cái nhà của em đang quay cho quý anh chị á thì nhà của mình nằm hướng đông, hướng chánh đông luôn. Đó. Thì đi vô thì cái nhà này vẫn còn ở trước thì vẫn còn cái sân để quý anh chị đậu xe hơi ha. Cái nhà này thì chủ đi vắng nè, em vô quay được cho quý anh chị được xem mà cũng thông cảm ha. Thì đất thì rất là bằng đường, nhà thì còn rất là mới luôn. Đó. Xung quanh đều cắm cọc hết rồi. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Chủ đi vắng rồi, chủ chỉ kêu lên quay thôi, còn chủ lấy chìa khóa rồi. Nhà anh sau này hả? Là cái thửa này hồi trước là của anh luôn, anh cắt ra bán à? À. Dạ. Ranh tới đó có ranh hết rồi. Nhà anh là anh cắt hết luôn rồi. Ngay tụ cuối đó. Dạ. À, cái hầu của mình được 31 m rồi. Dạ. Ở sau có cây bưởi rất là đẹp luôn. Đây cái hầu tới đây nha quý anh chị. Đó tới đây. Thì hai bên đều có hàng rào và những cái móc rồi. Ranh giới thì rất là rõ ràng. Phía bên hông nhà thì cũng có. Dạ. Thì bên cái hông nhà cũng có cái tầm khoảng mét để cho cái lối mình đi á, đi ra lui sau vườn á.
Nhà thì rất là mới, khang trang luôn. Mua vô là chỉ có ở thôi. Từ đây mà mình đi ra lại trung tâm thương mại Kim Long này tầm 500 mét nữa nè. Hơn hả? Nếu mà đi đường mới, đường chim bay này là cỡ cây mấy, còn đi đường vòng là cây gần 2 cây. Dạ. Đi đường vòng đường lớn là 2 cây, còn đi đường tắt này là cây mấy. Dạ. Mà đi ra lại đường Kim Long lớn lớn thì gần. Đúng rồi. Đi tầm Kim Long lớn sát đây. Dạ. Đây ra sát đó Kim Long lớn. Mà ở ngoài đường có trồng chuối rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Công ty chuối. Nhà anh có 2 cây sake rất là lớn luôn. Đất này đất nhà anh hả? Trồng sake với là cây mít tốt ha. Cái hệ thống tự động này anh tưới tự động hay là ai hay là anh à, anh gạt bơm mà nó có cái dạ nó có cái hẹn giờ ở trên điện thoại nữa mà. Dạ, nhưng ở Sài Gòn thì mình bấm qua điện thoại rồi có wifi là từ Bắc thôi đúng không anh? Dạ. Vườn rất là sạch sẽ luôn. Sát bên có một anh chủ rất là vui tính. Anh phát đây rồi, thấy đó cỏ lớn quá rồi, anh tha bình thuốc anh xịt rồi. Anh xịt lưu dẫn hả? Ừ, xịt lưu dẫn. Lưu dẫn thì nắng này thì ngày mai rùi hết rồi. Mai chết á. Anh xịt anh sạch sẽ gà đồ nó ăn á. Dạ. Nhà xây móng kiên cố ghê. Dạ. Cái con đường này mình đi thẳng là mình về lòng chảo của Bồ Chinh nha nha nha. Quý anh chị của chú. Thì hàng xóm thì cái anh hàng xóm thì rất là vui tính. Đó. Anh có một cái nhà vườn rất là đẹp. Điện nước, dây wifi là đầy đủ hết. Đó, quý anh chị về mua, mình không muốn cái ở cái nhà này thì mình đập bỏ, mình xây cái nhà mới. Và Tài cũng nói luôn cái giá nãy giờ Tài nói tập trung mà mình nói quá, nói chuyện với anh chủ á, chưa nói cái giá. Thì cái giá bán là 2.4 tỷ có thương lượng. Đó, anh chị có chú nào thấy cái lô đất này đúng với ý của mình nhu cầu thì liên hệ cho Tài qua số điện thoại 0987272506 hoặc là kết bạn Zalo Facebook. Tài sẽ gửi sổ cũng như vị trí hình ảnh những gì liên quan về lô đất này cho quý anh chị ha. Lô đất này thì test trên bản đồ thì không có dính quy hoạch gì hết, sạch 100%. Đó, nhà thì 2 hay 3 cái phòng ngủ gì á, có một cái phòng vệ sinh và một cái phòng bếp. Nghe anh bên này anh nói, tại vì chủ thì đi xa. Sau đây Tài xin kết thúc video và cũng hẹn gặp quý anh chị cô chú những clip tiếp theo ha. Nhớ bấm nút like cũng như nút đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo đến từ kênh của Tài. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã xem video đến giây phút này.